Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch cà phê. Giá cà phê năm nay tăng cao nên người trồng cà phê rất phấn khởi. Tuy nhiên, kèm theo đó là nỗi lo mất trộm cà phê của bà con cũng luôn thường trực. Cùng với tập trung nhiều biện pháp bảo vệ, lực lượng công an dân quân tự vệ các địa phương phối hợp với bà con, triển khai nhiều mô hình mới, phát huy vai trò của nông dân bảo vệ tài sản ngay từ cơ sở. Gia đình bà Lại Thị Vui, xã Minh Linh, huyện Lâm Hà, sản xuất 7 hectare cà phê. Những năm trước, cứ vào mùa vụ thu hoạch là xảy ra mất trộm cà phê. Nhưng năm nay, gia đình bà Vui khá yên tâm khi lực lượng nông cốt gồm công an, dân phòng kết hợp với tổ chức tự quản, tổ chức bảo vệ tài sản cho bà con ngay từ cơ sở. Giá cà phê thì nó tăng cao so với mọi năm, cho nên là có công an xã thì thường xuyên đi tuần tra, cho nên là bà con cũng yên tâm hơn. Những cái lượng ăn trộm ăn cắp hay những cái thành phần nghiện hút đó, trước đây thì hay đi quấy phá nhiều, những hồ này thấy cũng đỡ. Với diện tích khá lớn, gần 40.000 hecta cà phê, nên ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà chỉ đạo các ngành địa phương triển khai nhiều biện pháp, vừa tuyên truyền bà con không thu hái cà phê xanh, vừa xây dựng các mô hình mới bảo vệ cà phê trong mùa thu hoạch, như mô hình của công an xã, dân cửa, dân nuôi, hay mô hình dân quân nắm hộ dân của Ban Chỉ huy quân sự xã đã phát huy hiệu quả. Ban Chỉ huy quân sự xã cũng có một mô hình gọi là mô hình dân quân nắm hộ dân, cũng ngay tên thực hiện ngay trên địa bàn. Con người chủ yếu là con người của tại địa phương, tại cơ sở của các thôn, các xã, các bản. Thì qua thời gian hoạt động từ đầu năm đến nay thì cơ bản các đồng chí nắm tại địa bàn cũng như các lực lượng thì cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như là nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của toàn xã. Giá cà phê tăng cao nên ngay từ đầu vụ thu hoạch, tại một số địa bàn nông dân hái cà phê xanh để bán, đồng thời có tâm lý sợ mất trộm như những niên vụ trước. Vì vậy, chính quyền vừa tuyên truyền bà con thu hái đúng quy định, vừa tổ chức các lực lượng bảo vệ tài sản cho nông dân. Cà phê xanh thì cái hiệu quả so với cà phê chín thì trên lệch tới 15-20%. Cho nên chúng tôi có những cái khuyến cáo nhất định và cũng có cái tuyên truyền với trong bà con nhân dân, và đặc biệt đó là cái vấn đề an ninh trật tự trong mùa cà phê. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích cà phê thu hoạch toàn tỉnh niên vụ 2023 khoảng trên 175.000 ha, trong đó diện tích kinh doanh hơn 163.000 ha, năng suất đạt 32,8 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 535.000 tấn. Hiện giá cà phê ghi nhận đạt hơn 60.000 đồng một ký, mức giá cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, khiến người dân rất phấn khởi. Nhưng đi cùng là nỗi lo bị mất trộm của người dân luôn thường trực. Tại một số địa bàn đã xảy ra tình trạng này. Chính vì vậy, công an, dân phòng các xã, thị trấn trong tỉnh triển khai các biện pháp bảo vệ, trong đó tập trung xây dựng các tổ tự quản, đồng thời tăng cường tuần tra, quản lý chặt chẽ lao động, được các chủ vườn thuê làm việc trong mùa thu hoạch cà phê. Chính quyền địa phương thì đã chỉ đạo cho công an, quân sự tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt là vào ban đêm, để đảm bảo tình hình chung trên địa bàn xã, tránh trường hợp mà mất cắp cà phê trên địa bàn xã. Trong thời gian vừa qua thì qua nắm tình hình trên địa bàn xã là không có xảy ra trường hợp là mất trộm cà phê. Lực lượng công an, quân sự kiện toàn các cái tổ dân cử dân nuôi cũng như tổ liên canh liên cư tại địa bàn cấp thôn. Thì thông qua cái tổ này thì tứ báo các đồng chí thì thực chất là cái tổ này là lực lượng là ngay tại thôn buôn cũng như ngay tại địa bàn cơ sở, thì cái vấn đề tham gia bảo vệ cũng như tuyên truyền người dân cũng như quản lý về công lao động tự do tại địa bàn xã thì chúng tôi thường xuyên là tổ chức công tác tuần tra. Thứ nhất là tuần tra ban ngày để đảm bảo tình hình an ninh trật tự kết hợp với tuần tra giao thông. Thứ hai là tổ chức về tuần tra ban đêm để đảm bảo mùa màng, mùa vụ, đảm bảo làm sao tình hình trộm cắp cà phê là không thể không diễn ra trên địa bàn xã. Thực hiện các giải pháp quản lý, giữ vững an ninh trật tự của các cấp các ngành và tinh thần nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản ngay từ cơ sở của người dân sẽ góp phần cho vụ thu hoạch cà phê năm 2023 của nông dân Lâm Đồng đạt hiệu quả cao.